Thưa quý vị, sau hơn 3 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 14 giờ chiều nay ngày 13 tháng 10, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng và huyện Hòa Vang đã tìm thấy thi thể của anh Thái Bá Thuận, 42 tuổi, trú thôn Phước Nhân, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, đang gặp nạn trước đó tại khu vực Hồ Đồng Nghệ và bị nước cuốn trôi, mất tích. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các đơn vị liên quan đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo. Theo đó, rạng sáng ngày 10 tháng 10, anh Thuận và em rể đi đánh cá tại đập Đồng Nghệ thì bất ngờ gặp tai nạn. Anh Thuận trượt chân ngã xuống bãi tràn thoát nước của đập và bị nước cuốn trôi, mất tích. Thống nhất đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định đóng cửa xã của Hồ Đồng Nghệ 3 tiếng từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 13 tháng 10 để các lực lượng tìm kiếm. Vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân ở những khu vực hạ lưu khi cửa xã đóng được Công an huyện Hòa Vang chỉ đạo trực tiếp công an các xã. Trước cái tình hình này thì công an huyện đã chỉ đạo cho công an tất cả các cái xã phối hợp với các lực lượng dân quân, dân phòng và các lực lượng của địa phương ở các cái xã dọc hạ lưu của đập để đi rà soát toàn bộ các cái tuyến bờ sông, yêu cầu nhân dân không được đánh bắt cá và lai vãng lên tại các khu vực rất là nguy hiểm, đồng thời là phối hợp với lại tham mưu cho xã vẫn dùng loa để tuyên truyền người dân, cảnh báo cho người dân biết để trước khi mở cái đập cửa đập. Sau khi cửa xã của đập Đồng Nghệ được đóng lại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã khảo sát và tiến hành triển khai tìm kiếm tại các khu vực nghi là có thi thể của anh Thuận sẽ mắc lại. Với địa thế dốc đá lởm chởm đã khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Sau gần một tiếng đồng hồ, thi thể của anh Thái Bá Thuận đã được tìm thấy cách nơi gặp nạn hơn 2 km. Lực lượng chức năng đây là rất quan tâm, chung bỏ hết thời gian cả đêm cả ngày để canh chừng kiếm thi thể, nhưng mà không ra cuối cùng phải là tới biện pháp phải ngăn đập lại các dòng nước lại mới kiếm ra thi thể giúp người dân. Đấy thì địa phương sẽ tập trung quan tâm, kêu các mạnh thường quân có thể giúp hỗ trợ tạm thời để cho đảm bảo, thứ nhất là an toàn nhà ảnh, thứ hai nữa là sau này hai cháu nhỏ nữa để giúp đỡ cho gia đình ảnh để ổn định đời sống. Thi thể anh Thuận đã được đưa lên bờ và đem về nhà an táng. Cửa xã của Hồ Đồng Nghệ cũng đã được mở xã trở lại. Công an xã Hòa Khương và các lực lượng chức năng của địa phương hiện đang có mặt động viên gia đình vượt qua mất mát đau thương này. Với diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên cẩn thận không đánh bắt cá gần hồ đập sông suối để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra.